Thầy Di. Dạ. Em chưa được hòa mình với thiên nhiên dữ lắm. Tính ra chơi chưa được nhiều chưa? Chưa có săn bắt hái lượm đã. Săn bắt nữa. Bù lại cảm giác buồn của hai đứa. Anh có một chỗ này siêu tuyệt vời luôn. Đâu vậy? Vừa có sông có hồ mà khung cảnh tuyệt diệu, không khí trong lành luôn. Đặc biệt có thể cắm trại được. Có thể là một người đã tới đó chơi nhiều làm chúng ta thì chưa. Mình chưa. Mình chưa đảm bảo luôn. Chọn nghệ sĩ bận lời nào mà có thời gian đi đâu cho nên được sắp xếp được. Bây giờ tụi mình đi luôn không? Đi luôn. Đi luôn. Bù lấy nha. Đi. Có chiếc xe rồi. Ước mơ bốn bể là nhà của ta luôn đó thiệt. Ai lái? Còn phải hỏi nữa. Tất nhiên với một người đi diễn thâm niên coi như là ngàn năm như tôi, khắp thành phố Hồ Chí Minh, khắp nước Việt Nam, dễ gì chỗ nào mà tôi chưa từng diễn. Em có thấy anh diễn ảo thuật bao giờ chưa? Dạ rồi. Em đưa tay em đây. Lái giùm anh. Trời ơi, em nói lái gì hay hả? Lắm vậy. Tại vì mình ghi lắm mà. Không, tự nhiên kéo lái. Judo biết lái xe được không? Mọi người tin tưởng em không? Tin chị không? Hả, tin chị không kìa. Chị cũng bằng lái á. Chị cũng có bằng lái đúng không? Ừ. Vậy thôi, em tin em hơn. Em bằng lái máy bay, em bằng lái gì? Anh này, cái sao cứ quậy vậy? Xin lỗi. Lái được đúng không? Dạ được, mình đi chậm chậm, mình mát mẻ. Em để số cho nó chơi cũng được. Xạo á, chứ em thấy trên kia chạy hoài. Ngồi chạy mà, chạy xe mà mặt điện ảnh lắm vậy nè. Không có đó anh thôi, người ta tâm trạng dễ thương, không ai nhanh. Okay. Lên xe thôi. Đi thôi. Mà đường từ đây trên đó vẫn còn hơi xa. Xa lắm hả? Xa lắm anh. Nói chung là cũng chỉ vài cây thôi, nhưng mà anh muốn có một cái trò chơi gì đó để vui vẻ, có không khí. Dạ. Yeah. Chơi nói chữ đi. Ok. Anh ra đề đi. Ok. Đúng là anh sẽ lần nào cũng là anh ra đề hết. Ủa nhưng mà giờ tôi thích, tôi đam mê vậy rồi làm sao? Bây giờ tôi nói trước nè, tử tế. Tử tế. Không, tế hoa đi. Ủa sao em lẹ vậy? Đúng rồi, đi vòng này đi. Tế gì? Tế nhị. Nhị kìa. Nhị ca. Ờ, ca cổ. 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 Cổ viêm. Cổ viêm hả? Là cái cổ mình bị viêm á. À trời, thôi cổ kính đi. Thôi cổ viêm. Cổ viêm. Cổ viêm. 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 Viêm gì mà nghe có mùi phải không? viêm cánh. Hay nhắc quá. Ủa tôi là người tốt bụng. Đúng vậy. Cánh cánh diều. Cánh diều. Diều. Cánh diều. Diều gì? Diều hâu. Ôi diều hâu nghe dở quá. Du viên. Tôi không có chấp nhận từ diều hâu. Diều hâu gì đâu. Tự nhiên nha, nhắc tới cánh diều, chúng ta sẽ thả diều ngay chỗ cắm trại của chúng ta được không? Lâu lắm rồi em chưa chơi thả diều. Được không? Nhưng mà chỗ mình có đủ gọi là đủ thoáng, đủ gió để mà mình diều không anh? Em ơi, cái chỗ đó gió nó thổi nhiều khi á, em mà không lấy cục đá em cột như người em thổi em bay lên trời, bay vòng xong thả xuống đất lự. Được ạ. Nhưng mà có ai bắn diều không? Đây ai bắn diều? Trời ơi, chúng ta là những con người nghệ sĩ đa năng, tại sao không tự làm chính con diều của mình chơi? Không, em ngu ngốc đó, không có đa năng. Ôi trời ơi, em ơi, chúng ta không biết làm thì chúng ta có thể gì? Hoàn toàn có thể lên trên mạng search cách làm diều nhanh nhất. Chắc phải kiếm chỗ đi mua vật liệu để làm diều thôi. Tới chỗ tập hóa nè. Ủa tới chỗ tập hóa luôn rồi kìa. May mắn đó. Go. Có tập quá rồi kìa mấy đứa ơi. À con chào cô. Dạ cô. Cô chào cô. Cô, tụi con muốn mua một chút xíu đồ dụng cụ băng keo. Tập. Kéo. Cô tập. Có không ạ? À? Có. Có tập nào mà bự đó cô? Bản bự đó cô. Chỉ có dở thôi. Dạ. Tập dở, có cái nào cô cho con cái đó. Mua chứ cô không có cho. Dạ. Băng keo kéo tập với bút luôn cô. Phải chi mình mua ba cái tặng cái bút. Dạ, con xin phép cô. Dạ. Đó. Của con hết bao nhiêu cô? 50 con. Có tiền không chứ? Cô dạ. Thôi nha, không có vô nha, không có xin vô. Không phải xin. Thôi anh Vũ ở lại đi em. Cần cảm ơn cô. Không, được không. Đi trước đi, để anh Vũ ở lại đi. Quê quá trời ơi. Hey, cameraman cho mượn 50 được không? Hồi trả cho. Trời ơi trời, cô con gửi cô 50. Dạ, cô thối con nha. Dạ, cảm ơn cô. Tự nhiên cái con lỡ nói con không đem tiền, con thấy gương mặt của cô thoáng buồn nhẹ. Dạ. Nhưng mà không sao phải không cô? Cô mình ở nhà có hay nghe nhạc không cô? Cũng thỉnh thoảng. Dạ. Dạo này con thấy trên mạng có cậu kia cậu hot ơi là hot luôn. Cô lên cô bấm Nguyễn Đình Vũ là ra liền. Cô rủ bạn bè coi nhiều cho cô. Cảm ơn cô, tụi cô con đi ạ. Tôi không ngờ tôi có hai đứa em thì cả trời đánh dễ sợ luôn á. Cái gì mà cái khúc tính tiền cái mí mất tiêu vậy? Xém chút xíu nữa là tôi hả vô vòng lao lý rồi. Ủa ơi, là mượn được anh camera 50.000 đó. Tại vì em không có tiền, em không có tiền. Chưa, cái gì mà lúc tính tiền hả? Đồng loạt biến mất nhất là hôm qua nè. Biến mất tiền còn nhanh hơn tốc độ của sao xẹt. Nhiều đó đồ đủ rồi đúng không? Tôi nghĩ là đủ rồi. Đâu biết đâu. Thôi vậy thôi, vậy mình vô mình chơi thôi. Dạ. Đợi gì nữa? Dạ đúng vậy, let's go. Let's go.
tầng 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 để viết một bài đối chiều. Diêu thêm chữ đói vô nữa. Diêu chơi diêu đôi. Sao? Có mát mẻ. Nước khung này cảnh thì sao ạ? Hữu tình. Hữu tình, có núi, có sông. Thì em nghĩ là mình dừng chân ở đây mình còn... À, hồi nãy anh còn nói cắm trại nữa mà đúng không chị? Là phải bày ra nữa hả? Mình... Thôi, đàn ông con trai làm đi để em chỉ đạo cho. Trời rồi, nhanh chân tay lên nè, hai đứa nào mở cái gớp này ra. Mình lấy trong đây là trong cái cốt có cái gì lấy ra cho chị. Dạ. You know, xếp cái gì nha. Còn bé yêu này sắp nguyên cái lề cho chị. Nè, mấy này chị xách giùm được nè. Mấy này. Còn anh luôn hả? Cái này. Đó. Bày ra rồi, hai đứa xếp. Tâm lý vậy. Thôi đây để phụ cho. Thấy chưa? Anh thấy phụ nữ là chân yếu tay mềm chỉ có đứng chỉ đạo được thôi. Không, chân yếu tay mềm là ai chứ phải em. Mày. Go. À, em thấy còn cái gì ở trong á. Còn gì vậy? Còn em á. Trời ơi, giờ nó đi nó quăng miếng dữ rồi trời. Juno giờ là phát triển rồi. À, vậy là trước đó là Juno bị chậm phát triển hả? Ý là Juno không có quăng miếng đập đập như đầu đâu. Bây giờ quá trời quăng rồi. Ồ, cái ghế này bự nè chị. Quá hợp lý. Mấy luôn. Cái này chắc chắn dữ lắm. Tên đầy đủ của chiếc ghế này là chiếc ghế lật thỏm. Cái không? Ngồi vô giống như là cái hồ vịt lộn vậy. 2, 3. À, giống chiếc trứng đúng không? Trời ơi, hướng trời, dạ, hướng bay. Dạ, gì đâu. Hôm nay là vừa có trời, vừa có trăng là chị. Chứ mình được, đầy đủ luôn nè. Vừa có trời, vừa có trăng, vừa có chim nữa. Trời, chim, trăng, anh sẽ sáng tác liền một bài tặng hai đứa. Dạ, dạ, ok. Ôi, con chim trên trời đang bay thấp hơn mặt trăng, nhưng lại sáng hơn mặt trời. Hay không? Vỗ tay ủng hộ. Được, cũng được. Được đúng không? Cảnh hợp tình. Em cũng phải theo mọi người mới được. Bịt bóng đèn. Trăng hôm nay sáng quá. Yeah. Nước hồ trong thầm thì. Ồ. Ngoại cầm ô che nắng, rong mắt đường em đi. Em làm nhiều đó, trong khi mọi người dọn lên làm nhiều sẵn rồi đó, vô lấy đi. Thiệt không vậy? Thiệt, trong xe đó vô coi đi. Có không? Đó. Ủa? Em làm hết trơn rồi, giờ cho hai người trang trí á. Cái gì con nhiều này em làm? Chứ ai làm? Chị biết làm thiệt hả? À? Vô lý ghê. Nè, em có hỏi mấy anh thiết kế, có chỉ nhẹ thôi. À, anh có chỉ nhẹ. Chỉ nhẹ. Bao nhiêu phần trăm? 92. Sao mà hay ra dẻ quá trời quá đất cả trời. À, mình ký tên con diều đi. Ký tên lên đi. Đúng rồi, chữ ký của tôi phải bự nhất. Anh đè lên. Trời ơi, đè chữ ký của em luôn. Thì cũng giống như hình poster đi diễn vậy, chữ ký của tôi cũng phải đè qua. Rồi, cũng chen lên trên người anh luôn, ngồi trên đây. Rồi. Chen lên người Juno ngồi. Em là con người không tranh giành, em ra đây. Ôi. Chị không muốn em cô đơn, chị ra đây luôn. Đúng rồi, tới hai người ra tôi cũng thấy còn cà phê cần phải đi ra đây. Rồi, vậy là em có sức hút. Rồi, giờ xả diều. Okay. Đúng không? Ok, chơi thôi. Chỗ này nóng rồi chưa xả diều quá trời. Đây để em giật lên cho, em biết không, cách. Em biết cái cách. Người nào có thể lực chạy nhiều á thì để cho người đó thả. Ở đây ngoài cardio Nguyễn Đình Vũ, aerobic Nguyễn Đình Vũ ra, tôi sẵn sàng sẽ là người thả diều cho. Yeah. Trời ơi. Dữ quá dữ. Dạ, em thả mấy bay giùm cho. Đúng rồi, cái này dài lắm nè, anh thấy cỡ cái cỡ nào được. Đây. Không, mình chỉ cứ giật lên. Không có giật là nó tự xoay. Rồi. Anh phải bắt đà ra. Trước hết á, bắt đà là phải canh hướng gió trước. Là hiện tại là thấy hướng này là gió này là ok nè. Hướng gì? Đông Nam, Nam Bắc, Tây Nam. Đây, mặt trời thì lặn ở hướng Đông. Hey. Thì đây là hướng Đông thì tất nhiên đây là đối diện Đông Tây. Chính xác. Không biết thì đừng có nói là bộ hỏi hỏi cái là trả lời. Coi nha, anh chỉ làm một lần thôi đó. Bay được rồi. Từ từ. Nó dài lên. Từ từ nó đang lên rồi. Phải chạy, phải chạy. Không có dịnh nó nhỏ vậy. Thì anh đừng chạy đi. Buông nhỏ ra. Ok. Chạy đi. Ở lớn này kìa, lớn này kìa. Tôi đạp bây giờ. Mày mày phụ quá chị mệt rồi. Thôi đây, để em. Phụ chị cái coi. Ôi, em điều khiển nhiều nè. Nghệ thuật à, nghệ rách thuật đó, à. Rách đó, là mạnh quá nó rách đó. Ê, từ từ, nó bò đầu xuống kìa. Đây. Giật lên anh. Rồi. Buông ra cho. Trời ơi, sao con diều người ta hả? Bay cố định quá, diều này bay chật vật quá vậy trời. Diều mình homemade mà chị. Diều homemade mà nhiều nhà làm. Anh nhảy Michael Jackson luôn rồi. Tội anh quá à. Lên đi. Đây em giúp anh cho. Không được, nó xe ấy á. Anh đừng có làm nó bị trùng. Anh hãy bụng rồi. Đó. Đó, phải găng cho nó căng nè. Rồi, rớt. Rớt ra rồi. Rớt này. Không được. Sao nhìn nó giống như con mực chuẩn bị nướng vậy? Để em bảo thuật lên. Lên. Đó. Ê, không được sớt, không được rớt. Chị thử không? Từ. Nè, chị cầm vậy nè. Chị kéo lên thôi đúng không? Cầm ở đây nè qua. Xa lắm. Rồi.
Ở vậy thả từ từ. Như ca vậy hả? Để phải chạy hình như phải chạy nó mới lên đúng không ta? Ê! Đúng rồi, phải chạy nó mới lên, phải có gió thêm. Ê, cái nó lên nè. Thôi tuột huyết áp nha qua nha. Đúng rồi. Từ từ cái chân dưỡng. Có chân đập. Mên, mên. Đúng vậy, hướng này chị ơi, hướng này chị ơi, đúng rồi. Rồi, đỏ lên rồi, lên rồi, lên rồi, lên lên. Rồi, mình vừa ngắm về, mình vừa ngắm hoàng hôn luôn. Nè, mới bắt lên, mới bắt lên. Cho anh coi này nè. Cái này là cái gì đây? Tôi mở ra được không? Được chứ. Anh đoán xem. Công sức của em với lại Juno bắt cả buổi trời. Hai đứa phải chầm mình ở dưới sông vậy này nè. Nằm nó phơi ra, ốc nó tự bám vào người, đứng lên phải bay bẫy là rụng xuống rồi. Không, không phải đâu, anh Vũ nghĩ là em với lại Juno ra ngoài đó thì ốc nó tự nhìn nó tự xỉu. Thôi cũng được đi. Cũng được, là mình có. Miễn là có ai được rồi. Trời ơi, giỏi quá trời giỏi gì. Hôm nay món ốc này định làm gì nè? Không, mình luộc đi. Cà luộc với lại xả nè chị. Ừ, xả gừng ha. Ớt. Xả gừng ớt. Ớt nhiều. Ai không ăn cay được nhịn đáng chịu. Thôi duyên này của tôi làm ăn rồi. Đây em sẽ luộc bắp. Không, ăn bắp xào đi, luộc rồi. Ăn bắp xào, ăn xào đi. Đi hả? Tài nghệ bắp xào của anh hả? Làm có thể là giúp cho mọi người là... Thôi, cao huyết áp lắm. Cao huyết áp đó. Thôi vậy để em. Còn ốc này là đồ này em lo đúng không? Dạ em lo cho. Đây, tôi sẽ làm công đoạn cực khổ nhất, nán khoai lương. Nán khoai lương là tiếng nước ngoài, tiếng Việt là nướng khoai lang. Nhưng mà mọi người hôm nay không thấy thắc mắc hả? Cái này hả? Tôi dẫn hai người đến một nơi thiệt đẹp như vậy. Mà hai người không biết rằng tụi mình đang ở đâu sao? Nãy giờ quên đúng không? Quên. Chơi đẹp vui quá. Quên. Hay cho em biết đi, lỡ mai mốt có ai hỏi chỗ nào đẹp cho cắm trại bít đít rồi em chỉ đây. Đây, trước mặt chúng ta là một cái hồ thủy lợi nhân tạo. Yeah. Biết tên hồ chưa? Rồi, sao mày biết được? Đây chính là hồ... Hồ... đợi xíu. Đây là hồ đập Sở Bông, hay còn được gọi là hồ Sở Bông. Là hồ thủy lợi nhân tạo được xây dựng từ năm 1993. Hồ Sở Bông phục vụ cho công tác tưới tiêu cho lúa hoa màu của xã Long Mỹ và thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Cách cái hồ nhìn ra sau lưng, ngọn núi trập trùng. Tên núi này là núi Minh Đạm. Ở Việt Nam có rất rất là nhiều những cái địa điểm đẹp mà có lẽ là nếu mà chúng ta không giới thiệu và chúng ta nói về thì bạn bè chúng ta sẽ không biết để trải nghiệm những cái tuyệt vời thiên nhiên. Thôi, bắt tay vô làm đồ ăn thôi. Dạ. Ê, vậy em luộc này chứ, anh đi kiếm cho em cái gì rồi tắt bắp em ra đi. Đi. Để tắt này ra cho. Rồi, tắt bắp thì tắt bằng răng, ok không? Ok, anh làm được thì em để luôn. Không được, không được, không được, ta. Không được. Hả, ai đưa cái gì vô trong đây để cho nó héo queo cục xả của người ta vậy? Không, cứ để cho nó thơm, chị mũi anh. À, vậy hả? Thấy không? Ba đứa nướng mấy củ đây. Gặt luôn hả? Ba đứa lấy ba củ. Em cắt cái này nè, làm ba phần rồi xong em tắt từ từ, hiểu không? À, rồi đây em bẻ luôn. Ừ, bẻ đi. Đó, đúng rồi, xong mình tắt vậy nè. À, hèn chi em thấy nó cứ sai sai. Thật sự biết làm chưa? Em biết, nhưng mà tại em quên. Thiệt lâu quá, chưa? Lâu quá mình không đụng tới cái này. Kỳ, không đứa nào cũng biết hết đó mà họ làm sai hết trơn. Nè, vậy thấy em chuyên nghiệp không? Đó, em vuốt tới đâu là nước nó rớt cho tay em tới đó nè. Ủa anh, cái khoai để vậy thôi, không có cần đảo hả? Hồi nãy anh có đi ra anh đảo rồi, cứ yên tâm. Ok, ok. Không cho 2 phút làm mẹ đi, lát cho làm mẹ lại. Bây giờ cãi không? Dạ không. Dắt tắt vô cho mẹ. Riết cả thấy vậy. Nể lắm đó nha. Rồi đó nha. Trời ơi, là mẹ còn phải hồi sợ quá. Cười thôi, phải rồi. Cười cái gì? Còn con bé này, nó lấy hoài chưa? Dắt cái nhiều đó bắp mà cũng không xong nữa. Cầm lên. Mẹ dắt đi. Đưa đây. Quá mệt rồi. Đây đây đây. Có khó cái gì đâu, không có làm được cái gì hết trơn á. Nè, người ta làm ra được rồi nè. Giờ để cái này xuống. Ơi. Bà làm mẹ gì được chưa? Em xin lỗi con. Anh thợ, anh xin lỗi. Chán mẹ ghê. Đúng rồi, đổi bà mẹ khác đi. Đúng rồi đó. Mình giờ mình linh động đi chị à. Thiệt. Ê, mình kể chị chuyện đời chuyện nghề chơi. Sao đi, anh thấy giây phút này thiệt quý báu ghê á. Em có bị một cái áp lực gì đó trong cuộc sống không? Dạ, em nghĩ là công việc của em, nghề của tụi mình đi dễ tâm sự hơn. Em nghĩ là không chỉ riêng nghề của mình đâu, nhưng mà mỗi người đều sẽ có những cái áp lực cuộc sống riêng rất là nhiều. Tại vì khi mà họ có trách nhiệm á thì tất nhiên là họ sẽ có áp lực. Thực sự là em nghĩ là cái việc khi mà mình tạm gác lại những cái gánh nặng đó để mình tự healing, mình tự chữa lành bản thân. Tại có một cái điều này em biết rất là hay, đó là những con hổ á, khi mà nó bị thương
thì nó sẽ tới một cái hang vô đó và nó cứ nằm ở trong đó và nó trị thương. Nó massage châm cứu hả? Không, nó cứ liếm. nó cứ liếm liếm láp rồi xong rồi kiểu nó không đi săn luôn. Khi mà ở đây thì mình nhìn được những cái cảnh ở đây và mình có những cái hoạt động ở đây thì lúc đó suy nghĩ của em chỉ tồn tại ở đây thôi, nó hiện tại này thôi. Em không nghĩ về tương lai như thế nào, em không nghĩ về những cái rối bời quá khứ như thế nào, nên em nghĩ là mình có khoảng không nghĩ đó nó làm cho mình cảm thấy là được có một chút mình nghỉ ngơi và mình được phục hồi. Và em thì thường thường là hay thích cân bằng với hai cái đó nên là em thấy cũng vui, lâu lâu đến đây phải tận hưởng. Nhưng hôm nay mình đi làm sẵn có việc mình đi chơi. Dạ đúng rồi. Mình quan trọng kẻ vô là với những người phải làm sáng tạo nội dung liên tục như chúng ta thì rõ ràng đây là những cái giây phút để chúng ta tạo cộng một cái nguồn cảm hứng cho cái nghề của mình, tạo được sự sáng tạo trong việc sáng tác, viết kịch bản, viết lời rap. Và đây sẽ là một nguồn cảm hứng bất tận cho nghệ sĩ được nạp năng lượng liên tục để họ có cảm hứng họ về đây. Dạ. Wow, đã luôn. Tôi muốn nếm một cái miếng nước đầu tiên khi mà nó đang sôi sùn sụt. Chạy nước miếng đi. Chạy nước miếng hả? Chạy miếng cái gì đó đi, đang thèm. Đang si mê bắp đúng không? Rồi. Nhưng mà đúng cần rồi. Lắm một con ốc. Từ từ. Vậy mình ăn cái đó trước xong mình kẹp con ốc vô. Đúng rồi. Sao ngon? Ngon tuyệt vời luôn. Mày cháy gì mới ngon ha. Mà cái nước này ngon không anh? Đã lắm. Cho em thử miếng nha. Ngọt liệm. Ngọt ngọt mặn mặn đúng không? Dạ. Trời ơi, có bó bự nè. Rồi, cho vô cái nước chấm huyền bí của chị. Ê, cho vô cái nước chấm huyền bí của anh. Trời ơi. Thấy chấm hơi dày á. Thả miệng trời, thả xuống nó có lợp. Sao vậy? Ủa, má ơi. Đồ gì vậy hả? Chia sẻ. Nó rất là hợp với cái nước mắm. Hoàn hảo đúng không? Cái gì, cái này là hơi nước mắm, cái này chỉ là ba đường một muối mà thôi. Này là tinh túy. Tới tôi. Lo một con lên cho anh với. Lo con nào, con mẹ hả? Đúng vậy. Ít ra nó cũng đây. Đây. Ba con. Có ngay. Nóng. Cướp luôn. Nè, con nữa nè. Nè, cầm lên, nóng nha. Em ơi, chấm mấy cái nước chấm muối gì của ảnh nè. Đây. Sao con này? Ngon hả? Ngon tuyệt hảo. Đây. Có rồi. Nhưng mà nóng nha. Không có nóng dữ vậy đâu. Em thử đi. Con muốn chấm một miếng nước chấm của ta không? Dạ có. Ê, cho em miếng nước chấm bỏ vào trong cái con hả? Dạ đúng rồi, bỏ vô con. Cái nắp của con đó, anh giục mất tiêu rồi. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi. Xuất sắc liền em thấy không? Vậy mà đây mình. Ê, cái chén này chuyện không kịp đâu. Em nghĩ là để múc Thôi tao có cách này hay hơn là để đâu nè. Đó. Đây cho em xin em múc vô trong cái vỏ ốc của em. Ê, cho chị cái vỏ kia còn lại đi cho nó khỏi phải dướng. Vậy là cả hai người đều muốn có chén nước chấm riêng phải không? Đúng vậy. Dạ, đúng vậy. Được rồi. Đây. Ê, ăn kèm thử miếng bắp xào với miếng ốc coi. Dạ. Đây, nước chấm của cô đây. Đây, cảm ơn. Của cậu đâu, chén của cậu đâu? Của tớ đây. Rồi. Vì chúng ta không có đủ chén nhỏ cho nên chúng ta có gì xài đó. Xin mời anh chị. Khoai ngon quá nè. Ê, thơm quá. Rồi, mọi người ăn khoai đi. Để em này cho. Phải thử luôn cái này cho nó ngon không? Nè, em nữa, chị nữa. Ăn cho biết luôn. Dạ. Lấy cái muỗng múc ra nha. Wow. Ê, hay là nó chưa chín vậy? Làm sao mà chưa chín được? Cái vỏ nó đen thui vậy, làm sao mà chưa chín được? Em tưởng nó phải mềm hơn chút xíu nữa. Không, ngon tuyệt vời luôn. Trời này khoai lang cái chị. Khoai lang mật. Không, sai. Không, khoai lang mật là màu cam. Ngon tuyệt vời luôn trời. Ngon quá. Tự nhiên cái ăn ngon, khung cảnh đẹp vậy tiện tao có sáng tác được mấy đâu, có ai làm văn nghệ cho tôi ơi. Sáng tác nha, bây giờ là còn sáng tác liền này, nhìn lên ánh trăng nhìn lên sao nè. Ok. Rồi, hát đại nha. Có gì thật sự giùm, ở đây là rapper, bên đây là diễn viên chuyên nghiệp. Bật ăn rồi. 2 3. Hôm nay tôi ngồi đây ngắm sao. Bên kia là rừng và núi cao. Ghê. Nơi đây một con tim đã từng hư hao. Giờ mình phải ăn thế nào? Trời ơi, ấy quá vậy? Đấy rồi ta. Rồi con sao rap vô đi. Ta mới có 4 câu thôi. Trăng lên đỉnh núi trăng tà. Rồi em viết lời anh hát cho. Trăng lên đỉnh núi trăng tà. Gì nữa? Tiếp. Bắp xào ốc giác mời mọi người ăn. Cái gì mà khó vậy? Sao mà nó khó đúng rồi. Nghe. Nhưng mà tôi là nhạc sĩ mà tôi có thể sửa được cho em nó. Bắp sao ông giác mời mọi người anh ngồi nghỉ. Như vậy là vui rồi. Dạ đúng vậy. À, ca khúc này tôi quyết định đặt tựa cho nó là ca khúc được gọi là
à, ca khúc Kiếp Chân Chè. Cái gì vậy? Ca khúc Ốc Bắp Khoai. Đó, kính thưa tất cả quý vị và các bạn, những món ăn ngon, những trải nghiệm thú vị ở những địa điểm độc đáo, đặc biệt là những địa điểm du lịch mà chúng ta vẫn thường hay bỏ sót qua trong cái kho tàng kiến thức của mình. Và tất cả những sự thú vị đó chỉ có trong chương trình Ước Mơ Bốn Bể Là Nhà. Mọi người đều sẽ có những cái áp lực cuộc sống riêng. Khi mà họ có trách nhiệm á thì tất nhiên là họ sẽ có áp lực. Thực sự là em nghĩ là cái việc khi mà mình tạm gác lại những cái gánh nặng đó để mình tự chữa lành bản thân. Khi mà ở đây á thì mình nhìn được những cái cảnh ở đây, lúc đó suy nghĩ của em chỉ tồn tại ở đây thôi. Lâu lâu ở đây phải tận hưởng. Hôm nay mình đi làm, sẵn có việc mình đi chơi. Dạ đúng rồi. Mình quan trọng vô là với những người phải làm sáng tạo nội dung liên tục như chúng ta thì rõ ràng đây là những cái giây phút để chúng ta tạo một cái nguồn cảm hứng cho cái nghề của mình.